Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe Kia S100. Vì đây là một chiếc xe đua giá cực tốt tại cửa hàng em. Sử dụng tất cả đồ nguyên zin nguyên bản theo xe. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc Kia S100 mang thương hiệu của Mỹ. Các bác nào đã tìm hiểu qua về những chiếc dòng xe đua thì không lạ gì với thương hiệu nữa rồi. Thương hiệu Kia S100 Sport. Chiếc xe có màu xám ghi. Và đây là những đường chỉ sơn màu xanh. Chiếc xe này rất mới các bác nhé, em đánh giá trên 90%. Để em sẽ lướt qua về lớp sơn của xe. Vâng, và ghi đông cổ phốt. Ghi đông cổ phốt nguyên bản theo Kia ke. Nguyên zin theo xe. Kia ke. Như các bác thấy tất cả đều nguyên zin, đều nguyên bản. Khung nhôm. Vâng, và chiếc xe này có size là 46 các bác nhé. Đây 460mm đây. Tương đương với size S thì phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7. Lý vừa chiếc xe này. Đây là mã QR của xe. QR code của xe đây. Các bác có thể tra cái mã này để xem vào website của xe. Đây là phanh 3 mảnh nguyên zin theo xe. Đây là cầu yên của Kia ke. Như các bác thấy thì tất cả đồ trên chiếc xe này toàn bộ là đều của Kia ke. Nguyên zin theo xe. Đây yên này. Yên rất mới các bác nhé. Đổi đĩa. Đĩa còn rất là mới đây. Đây là chắn đĩa. Gạt đĩa của Shimano. Lip của Shimano. Vâng, và xe được trang bị củ đè của Shimano Clarit. Vâng, và xe được trang bị bộ tay lắc cao cấp của Microchip. Bên này bên lip 7 tầng. Bên đĩa 2 tầng cho xe 14 tốc độ. Trên đầu xe là logo của hãng Kia ke. Vâng. Vâng, đây là một mẫu đây, S100. Kia ke. Bộ vành nguyên bản theo xe của Kia ke. Thông số lốp là 700x25C. Vâng. Xe được trang bị 7 tầng lip của Shimano. Vâng, bây giờ em sẽ test chuyển động của xe. Vâng, đây là 7 lip của Shimano. Vâng, xe chuyển động rất tốt các bạn nhé. Xuống lip.
lên đĩa, gạt đĩa của Shimano xuống. Vâng, chuyển động rất là tốt. Đây là một mẫu Cherokee S100 mang thương hiệu của Mỹ. Tất cả đồ đều nguyên zin theo xe. Đầu của Cherokee. Vâng, và vừa giới thiệu trong chiếc xe Cherokee mang thương hiệu của Mỹ. Và đây là phiên bản S100. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 6,2 triệu, miễn phí ship toàn quốc khoảng 1 năm. Các bạn quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709903 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhớ chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về lại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.